Phương đang làm gì đó? Phương đã chữa. Rồi, uống khui đi con. Ôi, cắn miệng luôn hả? Đây, giả phụ cho. Rồi. Xé ra, cái xé ra. Protein thú quân phải không? Quân uống protein ngon không? Ừ. Quân có thích uống không? Dạ. Rồi. Còn cái này cái gì đây? Chữa. Chữa quân hả? Chữa vitamin hả? Ừ. Cái kia cho con. Vậy hả? Bây giờ cha trộn cho con uống ha. Đây đây. Đó, cẩn thận nha. Bịch. Được không? Mở bịch ra. Con xé ra. Cầm đi. Con xé nó chưa ra rồi. Kéo ra. Kéo ra. Ra. Kéo ra, con kéo nó ra. Ừ, đúng rồi. Rồi, được rồi. Rồi con đổ vô đây đi. Ai? Ngon không? Rồi, đổ chỗ này vô. Rồi, con xé nữa đi. Nè. Nó có cái đồ ấy nè. Dạ. Con mũi. Rồi con có cái đồ đó. Ý. Dạ. Đây chà. Bữa ăn của Quân đó. Bữa ăn của Quân đó, Quân trộn với bữa ăn này với protein. Quân ăn cái này từ nhỏ tới lớn luôn, không có uống sữa bên ngoài. Cho nên Quân rất là khỏe. Khỏe Quân như siêu nhân vậy đó. Quân rất là thông minh luôn, đúng không? Ê, trời ơi. Văng vô mặt luôn. Sữa văng vô mặt luôn. Rồi. Văng vô mặt. À. Rồi, đổ vô 3 bịch hả con? 3 bịch luôn. 3 bịch luôn, rồi đổ vô. Dũ cho nó rớt xuống. Rồi, rồi con múc protein vô đi. 1 muỗng. 2 muỗng. Ừ, rồi, được rồi, đó, có chừng đó. 2 muỗng. Múc nữa. 3 muỗng, con đếm đi. Bốn muỗng. Đổ thấp xuống để rớt con. Năm muỗng. Đó, Quân đang pha bữa ăn Happy Meal. Để Quân ăn mỗi ngày, Quân uống mỗi ngày. Mấy muỗng rồi? Hai muỗng. Hai muỗng, sáu muỗng rồi. Sáu muỗng. Bảy muỗng, rồi. Để nắp lại, đắt lên. Múc muỗng nữa hả? Rồi. Thôi con múc nó đi, múc nó đi. Cha xé thêm ha. Ta mở ra. Ta mở ra. Rồi, không phải nó đây, rồi. Rồi, con đậy nắp lại, bây giờ đậy nắp lại, con Quân lắc lên đi. Rồi, Quân đậy nắp lại, Quân lắc lên nha. Con lắc lên đi con. Con lặn, dặn lại, dặn kỹ lại. Chặt lại, rồi, lắc lên.
À, quân pha Happy Meal thấy chưa mấy chú. Mấy cô chú thấy quân giỏi không? Quân pha protein quân uống đó. Rồi bỏ muỗng vô, rồi cái này đậy lại dẹp cho mẹ. Cả nhà cùng uống Happy Meal, cùng ăn bữa ăn Happy Meal cho khỏe. Con ơi, mình cho chụp hình đây, cho chụp. Con đem vô cất đi. Cho con múc quà. Hôm qua này không có uống, con có thèm không?